Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Chào mừng các con đến với tiết học tiếng Việt hôm nay. Trước khi vào bài học mới, chúng mình hãy cùng khởi động nhé. Chúng mình cùng luyện đọc nào. Các con hãy đọc từ ngữ cổ sắn, bàn chân, tấm gỗ, khôn lớn, chăm chỉ, mùa hè, bố cho Hà đi bể bơi, Hà chăm chỉ bơi lội. Chúng mình hãy đọc lại toàn bộ từ ngữ và câu nào. Cổ sắn, bàn chân, tấm gỗ, khôn lớn, chăm chỉ, mùa hè, bố cho Hà đi bể bơi, Hà chăm chỉ bơi lội. Chúng mình đọc thật tốt rồi đấy. Các con sẵn sàng vào bài học mới chưa? Bây giờ chúng mình hãy đến với bài học hôm nay nhé. Trước hết, chúng ta hãy đến với phần nhận biết. Con nhìn thấy gì trong tranh? Chúng mình thấy trong tranh bạn Nam đang ngồi gói cốm cùng bà đấy các con ạ. Vậy cốm thường có vào mùa nào trong năm? Cốm làm từ hạt gì? Và con đã được ăn cốm bao giờ chưa? Các con thân mến, cốm là một món ăn chế biến từ lúa nếp non rang chín, giã sạch vỏ, có màu xanh, vị ngọt thơm. Nói tới mùa thu Hà Nội là nói tới cốm Làng Vòng, cốm Mễ Trì. Không chỉ riêng Hà Nội, cốm có mặt ở nhiều vùng trên đất nước. Người Tày ở Yên Bái có lễ hội giã cốm mang tên Tăm Khảo Mau. Lễ hội tổ chức vào khoảng tháng 9, tháng 10 âm lịch hàng năm. Dân tộc Mường có lễ hội giã cốm Gõ Máng tổ chức vào mùa xuân. Dân tộc Thái ở Lai Châu lại có lễ hội cốm mang tên Kim Lẩu Khâu Mẩu được tổ chức vào rằm tháng 9 âm lịch đấy. Hôm nay chúng mình có câu Hương cốm thơm thôn xóm. Các con hãy đọc cùng cô nào. Hương cốm thơm thôn xóm. Và trong câu hôm nay, chúng ta thấy có những vần được tô màu đỏ. Đây chính là nội dung của bài học. Bài 36. Om, ôm, ôm. Vậy chúng mình hãy cùng nhau đến với phần đọc. Chúng ta cùng đọc phần nhé. Om, ôm, ôm. Các con hãy quan sát cả ba phần và nêu cho cô xem cả ba phần có điểm nào giống nhau và ba phần khác nhau như thế nào. Chúng mình cùng nhận thấy cả ba phần đều giống nhau, kết thúc bằng âm M. Còn khác nhau, phần om có âm O đứng trước, phần ôm có âm O đứng trước và phần ôm có âm Ơ đứng trước. Các con hãy cùng đánh vần nào. O, M, Om.
Ô mờ ôm. Ơ mờ ôm. Các con hãy đánh vần vài lần nhé. O mờ ôm. Ô mờ ôm. Ơ mờ ôm. Con hãy đọc lại vần cho cô. Om. Ôm. Ôm. Vậy chúng mình hãy cài vào bảng cài của mình vần om, vần ôm và vần ôm nhé. Bây giờ các con hãy đến với phần đọc tiếng. Cô có mô hình tiếng. Các con cùng đọc nào. Xóm. Vậy con hãy nêu cấu tạo tiếng xóm nào. Tiếng xóm có âm sờ đứng trước, vần om đứng sau, thềm thay sắc được đặt trên đầu âm o. Chúng mình đánh vần thế nào? Chúng mình cùng đánh vần. Sờ om xom sắc xóm. Còn hãy đánh vần lại nhé. Sờ om xom sắc xóm. Vận dụng cách đánh vần, chúng ta hãy đến với phần đọc các tiếng. Các con hãy đánh vần thầm. Chúng mình hãy lần lượt đọc các tiếng. Khóm. Vòm. Nộm. Tôm. Bờm. Rơm. Các con hãy đọc lại nhé. Khóm. Vòm. Nộm. Tôm. Bờm. Rơm. Vậy các con hãy cài cho cô tiếng khóm nào. Tiếng khóm có cấu tạo thế nào? Tiếng khóm có âm khờ đứng trước, vần om đứng sau và thêm thanh sắc đấy. Tiếng nộm có cấu tạo thế nào? Tiếng nộm có âm n đứng trước, vần ôm đứng sau và thêm thanh nặng được đặt dưới âm ô. Tiếng bờm có cấu tạo thế nào? Tiếng bờm có âm bờ đứng trước, vần ôm đứng sau và thêm thanh huyền. Các con hãy tự cài cho mình những tiếng có vần om hoặc vần ôm, vần ôm mà các con tự nghĩ ra nhé. Cô thấy chúng mình rất giỏi rồi đấy. Bây giờ chúng ta hãy quan sát. Các con hãy quan sát kỹ và nói tên sự vật trong tranh. Đây là con gì? Các con chắc đã có câu trả lời rồi. Và đây chính là con đom đóm. Các con hãy đọc lại từ ngữ nào. Đom đóm. Đom đóm là một loài côn trùng thường có ở mùa hè đấy các con ạ. Con côn trùng này nó phát sáng ở phần bụng và mỗi đêm hè nó bay ra trông ban đêm cũng rất là đẹp. Chúng ta hãy đến với hình ảnh thứ hai. Con biết con vật này không? Đây chính là chó đốm. Chúng mình cùng đọc lại nào. Chó đốm. Và tiếp theo là mâm cơm. Chúng ta có từ mâm cơm. Các con hãy đọc lại từ ngữ. Đom đóm. Chó đốm. Mâm cơm.
Con hãy đọc lại thật nhiều lần nhé. Vừa rồi, chúng mình vừa đọc vần, đọc tiếng và đọc từ ngữ rất tốt. Các con hãy đọc lại toàn bộ phần chúng ta vừa học xong. Om, om, ôm, sờ, om, som, sắc, xóm, khóm, vòm, nộm, tôm, bờm, rơm, đom đóm, chó đốm, mâm cơm. Các con đã thực hiện rất tốt rồi. Bây giờ chúng mình hãy đến với phần tiếp theo. Đó là tô và viết. Hôm nay các con hãy quan sát và viết vào bảng của mình. Vần om, vần ôm, vần ôm. Các con hãy viết thật đẹp phần om, phần ôm, phần ôm. Vận dụng các vần, các con kết hợp viết từ chó đốm, mâm cơm. Các con hãy viết thật đẹp nhé. Như vậy, các con vừa đọc và viết xong phần hôm nay chúng ta học. Trước khi vào chương trình tiếp theo, cô cùng các con hãy chúng mình đã thư giãn rồi. Các con đã thoải mái đến với phần học tiếp theo chưa? Chúng mình hãy cùng đến với phần viết chữ. Bây giờ các con hãy lấy vở tập viết của mình, ngồi thật ngay ngắn và các con viết vần om vào vở. Vần om, vần ôm, từ chó đốm, từ mâm cơm. Các con hãy ngồi thật ngay ngắn và viết chữ thật đẹp nhé. Các con đã viết xong rồi và chúng mình chắc chắn là viết rất đẹp rồi đấy. Bây giờ các con hãy đến với phần tiếp theo của bài học, đó là đọc. Chúng mình hãy thật ngay ngắn để chúng ta đọc bài tiếp theo nào. Hôm nay cô có một đoạn. Các con nghe cô đọc nhé. Hôm qua cô mơ ở xóm Hạ đến thăm nhà Hà. Cô cho Hà giỏ cam. Hà chọn quả cam to phần bố. Mẹ khen và thơm lên má Hà. Vậy, trong đoạn văn hôm nay, bạn nào có thể nêu cho cô xem chúng ta có mấy câu văn? Trong
Đoạn văn hôm nay chúng ta đọc gồm có bốn câu văn đấy các con ạ. Câu thứ nhất, chúng ta thấy từ hôm qua cho đến nhà Hà. Câu thứ hai, tiếp theo cho đến giỏ cam. Câu ba, chúng ta đọc từ Hà cho đến phần bố. Và câu 4 là câu còn lại. Vậy khi đọc có dấu phẩy trong câu, các con ngắt hơi và đến dấu chấm, chúng ta cùng nghỉ. Chúng ta chú ý đọc thật tốt phần câu nhé. Các con cùng đọc nào. Hôm qua cô mơ ở xóm Hạ đến thăm nhà Hà. Cô cho Hà giỏ cam. Hà chọn quả cam to phần bố. Mẹ khen và thơm lên má Hà. Con hãy đọc lại thật nhiều lần nào. Vậy trong câu hôm nay, con hãy tìm xem tiếng nào là tiếng mới. Vì sao con lại biết điều đó? Chúng mình thấy trong câu có các tiếng hôm, xóm, thơm là những tiếng mới, bởi các tiếng này, tiếng hôm có chứa phần ôm, tiếng xóm có chứa phần om và tiếng thơm có chứa phần ơm. Còn hãy đọc tiếng mới nhé. Hôm, xóm, thơm. Bây giờ chúng mình cùng đọc lại câu nhé. Hôm qua cô mơ ở xóm Hạ đến thăm nhà Hà. Cô cho Hà giỏ cam. Hà chọn quả cam to phần bố. Mẹ khen và thơm lên má Hà. Vậy trong đoạn văn cô mơ cho Hà cái gì? Theo con, tại sao mẹ lại khen Hà? Chúng mình thấy cô mơ đang cho Hà giỏ cam và mẹ khen Hà vì Hà đã chọn quả cam to phần bố. Mẹ khen Hà bởi Hà là một cô bé hiếu thảo, biết yêu thương bố mẹ. Vậy các con đã phần quà cho bố mẹ mình chưa? Và quà con phần cho bố mẹ là gì? Cô chắc chắn các con cũng sẽ là những bạn hiếu thảo với bố mẹ và chăm ngoan ở lớp. Bây giờ các con hãy đọc lại toàn bộ đoạn văn nhé. Hôm qua cô mơ ở xóm Hạ đến thăm nhà Hà. Cô cho Hà giỏ cam. Hà chọn quả cam to phần bố. Mẹ khen và thơm lên má Hà. Các con đã đọc rất tốt rồi. Bây giờ chúng mình đến với phần tiếp theo của bài học, đó là phần nói. Vậy các con hãy chú ý và nói thật lưu loát, nói thật tốt ở phần này nhé. Chúng mình hãy cùng quan sát xem con thấy gì ở tranh. Tranh vẽ cảnh ở đâu? Điều gì xảy ra khi quả bóng rơi vào bàn? Và con hãy thử hình dung xem tâm trạng của Nam khi gây ra sự việc như thế nào. Con hãy đoán xem mẹ Nam sẽ nói gì ngay khi nhìn thấy sự việc. Và Nam sẽ nói gì với mẹ? Theo con, Nam nên làm gì sau khi xin lỗi mẹ? Chúng mình nhận thấy bạn Nam
đang chơi đá bóng trong nhà. Vì bạn đá quả bóng mạnh quá nên quả bóng đã vào bình hoa, làm cho bình hoa rơi xuống nền nhà. Chắc chắn bình hoa sẽ vỡ. Mẹ nhìn thấy và cũng rất buồn. Cô đoán là bạn Nam sẽ quay lại xin lỗi mẹ. Bạn Nam cũng nhận ra lỗi của mình nên Nam sẽ nói lời xin lỗi với mẹ. Và theo cô nghĩ, Nam sẽ lấy chổi lau sàn nhà để cho sàn nhà sạch sẽ và khỏi ướt đấy. Vậy khi mắc lỗi, chúng ta hãy mạnh dạn nhận lỗi và xin lỗi. Có như vậy, chúng ta sẽ sửa chữa được những sai lầm của mình. Các con hãy tự nhìn thấy những việc mình làm chưa đúng để chúng ta nói lời xin lỗi kịp thời nhé. Và nếu các con không may xảy ra việc gì đấy thì chúng mình sẽ hãy mạnh dạn nhận lỗi để chúng ta sẽ trở nên là những người con ngoan, trò giỏi và xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Các con có thể trao đổi với bạn về cách thực hiện việc làm của mình và nói lời xin lỗi khi mình mắc lỗi nhé. Chúng mình đã đọc xong phần đọc. Các con hôm nay đã đọc rất tốt. Và bài học hôm nay đến đây đã hết rồi. Cô chào tạm biệt các con và hẹn gặp lại các con trong bài học sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.